Bạn muốn cắt que kem này, có rất nhiều phương cách để lựa chọn. Ví dụ cho ở đây chúng ta muốn dao dọc giấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể có đến một phương pháp khác. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái biện pháp khác nữa. Đó chính là một cái máy cắt mini. Nguyên lý hoạt động của nó thì tương tự như một cái máy cắt ngang bình thường. Tuy nhiên ở đây thì cái động cơ sử dụng có công suất rất là nhỏ. Và cái lưỡi cưa của nó cũng thế, cũng không phải là loại đặc chủng. Để có thể chế tạo cái máy cắt này thì mình sẽ sử dụng cái máy khoan mini. Ở trong bộ máy khoan mini ấy, thì mọi người có một cái lưỡi cắt như thế này. Và chúng ta sẽ sử dụng nó. Bộ máy khoan này thì ngoài khoan ra thì nó còn một cái đầu cắm này. Đây, chúng ta sẽ cắt thử cái này. Các bạn có thể thấy là nó cắt được, tuy nhiên thì do động cơ quay thế nên là nó sẽ rất là rung. Chính vậy chúng ta sẽ tìm đến ý tưởng là mình sẽ cố định được cái máy cắt này lại. Ở đây thì mình sử dụng một cái thanh bằng gỗ và nó đã được tạo cái biên dạng tròn để ôm lấy cái thân của động cơ. Tiếp đó thì mình sẽ cần một cái bay này. Ở đây thì mình đã gắn sẵn một cái thanh tương tự như vậy. Chúng ta sẽ gắn nó vào đây. Và tiến hành cố định nó bằng keo. Ở đây thì mình sẽ cố định nó bằng cái keo dính này. Ở đây mình sẽ dính thêm vào phần này nữa. Chúng ta đợi một lúc cho keo khô. Nó rất là rung đúng không ạ? Cái việc rung này là do cái bàn gỗ này nó chưa được cố định. Nếu chúng ta cố định nó thì cái độ rung nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Tuy nhiên là nếu như chỉ để cái máy cắt như này thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Chúng ta cần thêm một cái cơ cấu để mà cover nó lại. Ở đây thì mình đã làm sẵn một cơ cấu như này. Mình sử dụng một cái miếng gỗ ép, đây là cái miếng bản vẽ. Ở đây thì mình có khoét một cái lỗ dài này với mục đích là nó sẽ đút vừa cái này. Khi cover vào thì cái phần lưỡi cắt này nó sẽ thò ra như này và nó an toàn hơn rất là nhiều. Và công việc bây giờ là chúng ta sẽ phải bắt nó vào. Bây giờ chúng ta sẽ test thử việc cắt này nhé. Mình sẽ chỉ việc là gì ạ? Đưa ở đây rồi và đưa thẳng vào đây. Giữ chặt, đưa thẳng. Đó, vừa thao tác đã nhẹ nhàng nhiều và vết cắt nó cũng tương đối đẹp. Mình sẽ thử với cái này. Đưa rất là nhẹ nhàng đấy. Chúng ta thấy là máy rất là rung nữa, bởi vì chúng ta chưa có một cái chân đế vững cho nó.
Vậy chúng ta thấy là nó có vẻ thích hợp hơn với cái vật liệu mỏng. Đó. Đây là một miếng bìa phô mai cắt rất là ngọt luôn.